Sự đáng sợ của AI biến đổi khuôn mặt người y như thật, dù chớp mắt, bẹo má cũng không để lộ sơ hở. Đoạn video được một người Trung Quốc đăng tải để phân tích về sự chuyên nghiệp của AI trong việc biến đổi khuôn mặt người. Ta có thể thấy, người thật vốn là một chàng trai với làn da đen, đường nét thô kệch, chỉ đội tóc giả và gần như để mặt mộc không make up. Tuy nhiên, khi qua bộ lọc của AI, hình ảnh đến với khán giả chính là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, với làn da trắng, hai má hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chung chím mọng đỏ. Quan trọng nhất là AI vô cùng tiên tiến. Với những filter bình thường, khi đưa mặt quẹt qua hay nhắm mắt thì sẽ bị lộ. Nhưng ở đây, người đàn ông đã cố thử những cách như là bẹo má, quay đầu, nhắm mắt thì hình ảnh vẫn vô cùng chân thực, sắc nét. Sự phát triển đáng kinh ngạc của công nghệ AI khiến người ta trầm trồ, nhưng cũng đặt ra vấn đề, đó là sự giả mạo về danh tính, hình ảnh. Khi nắm đường công nghệ này, kẻ gian hoàn toàn có thể giả dạng người thân, bạn bè, gọi video để lừa gạt hoặc giả mạo danh tính, hình ảnh của chúng ta để đưa vào những đoạn video bẩn có nội dung đồi trụy trên mạng xã hội. Hiện, đây vẫn là vấn đề gây xôn xao tranh cãi và một dấu chấm hỏi cực lớn đặt ra cho những nhà quản lý về vấn đề này. Quan điểm của bạn thì sao? Chia sẻ cùng TIN NHANH 24h Online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện và kiến thức kỳ thú.